Tiểu sử Tú Vi, Trà mọt sách của Cổng Mặt Trời và mối tình đẹp với diễn viên Văn Anh. Diễn viên Tú Vi tên đầy đủ là Lê Thị Tú Vi, cô sinh năm 1986 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô để lại ấn tượng trong lòng khán giả yêu phim truyền hình Việt Nam qua các bộ phim như Cổng Mặt Trời, Vị Yêu, Một Thời Ta Đuổi Bóng, Thời Gian Để Yêu, Yêu Trong Thù Hận, Bí Mật Anh Và Em, Gạo Nếp Gạo Tẻ 2, vân vân. Với khán giả truyền hình phía Bắc, cô cũng được yêu mến qua bộ phim Trang Trại Hoa Hồng. Cô cũng tham gia một số phim điện ảnh như Quả Tim Máu, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi. Ngoài ra, Tú Phi còn hoạt động âm nhạc cũng như tích cực tham gia các game show truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trong sự nghiệp diễn xuất của Tú Vi, phim Cổng Mặt Trời là một trong những tác phẩm để lại nhiều dấu ấn nhất cho cô. Người đẹp tâm sự, hình ảnh Trà mọt sách trong Cổng Mặt Trời là một trong những cột mốc đáng nhớ nhất trong hành trình hoạt động nghệ thuật của mình. Bởi lẽ đó là thời điểm mà cô vừa chạm ngõ diễn xuất nên rất hạnh phúc khi được đạo diễn tin tưởng giao vai. Cô nói, đến bây giờ mọi người vẫn gọi tôi là Trà. Có lần tôi đi chợ mua vải, khi tháo khẩu trang ra, có một bạn vẫn nói, ôi chị Trà kìa. Đến bây giờ mọi người vẫn gọi như vậy, thì biết là phim ấn tượng với mọi người như thế nào. Trong một bài phỏng vấn, cô cũng từng chia sẻ là diễn viên nhưng cô rất ngại đóng cảnh nóng. Đó cũng là lý do khán giả hiếm khi thấy những phân đoạn ân ái của Tú Vi với bạn diễn trong các dự án phim. Giải thích về điều này, Tú Vi không ngần ngại chia sẻ. Tôi ngại tiếp xúc quá gần với người lạ hoặc là một ai đó. Thứ hai là tôi không tự tin vào vóc dáng của mình khi thể hiện cảnh nóng. Việc có chồng cũng sẽ ảnh hưởng tâm lý phần nào, nhưng quan trọng nhất vẫn là tôi. Vì từ lúc chưa có chồng, tôi cũng đã ngại đóng cảnh nóng rồi, bởi vì tôi chưa vượt qua được trở ngại tâm lý đó. Tuổi thơ nhiều vất vả. Tuổi thơ của Tú Vi đã không trọn vẹn và suốt những năm tháng còn nhỏ, cô chỉ có mẹ, dì và bà ngoại là những người dạy dỗ, chăm sóc. Mẹ mang đến nhiều kỷ niệm gắn bó nhất với cô nên mỗi khi thấy những hình ảnh hay điều gì liên quan đến tuổi thơ, Tú Vi đều nhớ đến mẹ mình. Tuổi thơ tạo động lực để cô mạnh mẽ vượt qua những chông gai, giúp cô lạc quan dù chưa từng biết mặt cha. Ngay từ khi mới sinh ra, ba mẹ Vi đã chia tay. Tú Vi không biết mặt ba và Tú Vi cũng chẳng bao giờ hỏi mẹ. Cô cảm thấy mình vẫn đủ đầy khi sống giữa tình thương của mẹ, của dì, của bà ngoại. Bên cạnh đó với Tú Vi, cô cảm ơn tuổi thơ nghèo khó của mình đã giúp bản thân cô mạnh mẽ, biết vươn lên và lạc quan trong cuộc sống. Tú Vi cũng nổi tiếng là một nghệ sĩ giản dị, không phô trương. Những chia sẻ của cô trên mạng xã hội xoay quanh cuộc sống gia đình đầm ấm bên diễn viên Văn Anh và cô con gái nhỏ. Mối tình của cặp vợ chồng diễn viên. Tú Vi và Văn Anh là một trong những gia đình showbiz được yêu thích vì sự mộc mạc và những tình cảm giản dị mà cả hai mang lại. Cả hai người đều là diễn viên được yêu quý trong làng giải trí và có những tác phẩm để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Nếu như Văn Anh được cảm mến bởi hình ảnh chàng sinh viên Vinh có phần ngây thơ của phía trước là bầu trời, thì Tú Vi gây được ấn tượng sâu sắc với vai Trà trong Cổng Mặt Trời. Cả hai được duyên phận đưa đẩy và có sự kết hợp ăn ý trong bộ phim Bếp Hát, từ đó họ dần cảm mến rồi yêu nhau. Cuối năm 2015, Tú Vi, Văn Anh chính thức về chung một nhà. Hơn 7 năm bên nhau, đến nay gia đình đã thêm một nhóc tỳ 3 tuổi là bé Cún. Nữ diễn viên Cổng Mặt Trời cũng chia sẻ, từ khi có con, bản thân Tú Vi cẩn trọng hơn với mọi hành động của mình vì lo lắng những hành động đó sẽ ảnh hưởng đến bé Cún. Chính vì sự cầu toàn, bà xã Văn Anh đã bước lên hàng hot mom với những kiến thức và kinh nghiệm nuôi con phong phú, khoa học. Người đẹp thừa nhận, cô và ông xã không ai hỗ trợ ai trong việc chăm sóc con nhỏ. Thay vào đó, vợ chồng Tú Vi quan niệm, ai làm được cái gì thì làm. Theo diễn viên Bếp Hát, cả hai cùng dành thời gian để quan tâm, dạy dỗ con gái. Cô nói, công việc nuôi con không dành riêng cho tôi nên không thể nói rằng anh hỗ trợ tôi hay tôi hỗ trợ anh được.
mà chúng tôi sẽ cùng nhau chăm sóc bé. Bản thân tôi và ông xã cũng chưa bao giờ gặp mâu thuẫn trong cuộc sống và trong việc dạy con. Nữ diễn viên Cổng Mặt Trời cho biết thêm, khi nhận bất kỳ một dự án nghệ thuật hoặc có một kế hoạch nào, cô cũng chia sẻ và xin ý kiến từ Văn Anh. Cô cho biết, ông xã luôn tôn trọng cô. Thêm nữa, suy nghĩ của cả hai cũng khá giống nhau, cho nên khi cô tham khảo ý kiến của chồng thì lúc nào cũng nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ về chuyện quyết định. Năm 2020, Văn Anh và Tú Vi cùng nhau tái xuất trong bộ phim Trói Buộc Yêu Thương, được thực hiện bởi Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Việt Nam. Sau bộ phim Bếp Hát thì đây là bộ phim thứ hai mà hai vợ chồng cùng đồng hành với nhau. Trong Trói Buộc Yêu Thương, mặc dù chỉ đảm nhận vai phụ, nhưng Văn Anh đã hỗ trợ Tú Vi rất tốt với vai trò là bạn diễn và cả hai đều làm tốt vai diễn của mình.